Chào các bạn, đây là cái xe của mình và như các bạn đang nhìn thấy trên cái tem kiểm định của mình đây thì cái xe của mình sẽ hết hạn đăng kiểm vào cuối tháng 6 này. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 6 rồi. Nếu mà như bình thường thì mình sẽ cần phải đem cái xe của mình đến những cái trung tâm đăng kiểm để được cấp lại cái tem này và cũng như là cái giấy chứng nhận đăng kiểm này. Tuy nhiên thì mình và rất nhiều chủ xe khác trong cái thời điểm này được tự động gia hạn đăng kiểm thêm vài tháng nữa và cụ thể như cái xe của mình là được thêm 6 tháng nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết là cái xe của chúng ta nằm trong cái diện được tự động gia hạn đăng kiểm không, và làm như thế nào để khi đi ra đường mà chúng ta không bị phạt? Thì đầu tiên là cái xe của chúng ta phải thỏa mãn cái điều kiện, đó là nằm trong cái thời gian sản xuất từ 0 tới 7 năm hoặc là từ 13 tới 20 năm. Và tiếp theo là chúng ta cần một cái tờ giấy để khi mà cảnh sát giao thông có hỏi ấy, thì chúng ta trưng ra cho họ để họ biết là cái xe này được tự động gia hạn đăng kiểm. Thì như cái xe của mình thỏa mãn cái điều kiện đó là sản xuất từ 0 tới 7 năm. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta in cái tờ giấy từ cái website của Bộ Giao thông Vận tải đây nhá. Đầu tiên thì các bạn hãy truy cập cho mình vào cái trang web gia hạn đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhé các bạn nhé. Ở cái địa chỉ đó là gia hạn xcg.vr.org.vn. Thì khi các bạn vào nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này nhé các bạn nhé. Thì ở chỗ này nó sẽ có một số những thông tin mà yêu cầu chúng ta này. Đó là biển đăng ký này. Đấy, ví dụ cái biển số xe chúng ta là bao nhiêu chúng ta nhập vào đây. Cái số series giấy chứng nhận đăng kiểm thì cái số series là cái ở trên cái chúng ta hay gọi là cái sổ đăng kiểm nhá. Cái dòng chữ đỏ đỏ và có cái chữ chữ cái đầu tiên này và cái dòng số đỏ đỏ đằng sau này. Đấy thì chúng ta nhập vào nhé các bạn nhá. Thì như cuối của mình đó là 18A22627. Rồi, cái phần series nhá thì các bạn nhớ là nó có cả cái chữ màu đen ở đây nhá, nhập cả cái chữ màu đen nhá. Ví dụ như của mình là KD này. 554 này, 75 này, 30 này. Đấy, sau đó chúng ta nhập cái mã xác nhận vào đây. Thì cái mã xác nhận là cái chỗ mà có những chữ ngoằn ngoặc này. Mỗi lần nó sẽ là một thay đổi khác nhau. Thì ở đây nó có thêm cái thông tin này, xe ô tô con không kinh doanh vận tải được kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023, được cấp giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn nằm trong khoảng từ mùng 3 tháng 6 tới ngày 30 tháng 6 năm 2024 nhá. Đấy thì ở đây ở chỗ này nè, từ mùng 3 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tính từ năm sản xuất nhé. Còn nếu mà bạn nào không biết sử dụng thì các bạn bấm vào phần hướng dẫn sử dụng bên này. Đấy thì bên này nó có cái phần hướng dẫn sử dụng cho các bạn nhé. Hoặc là các bạn bấm vào cái link bên dưới phần mô tả của video hoặc là cái link ở mình ghi ở bình luận đầu tiên nhé. Thì mình cũng có viết một cái bài hướng dẫn trên cái trang của mình là trang phạmanhquang.com. Thì đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng bước nhé. Để các bạn biết rằng là cái xe của mình có nằm trong cái diện được tự động gia hạn đăng kiểm hay không và là chúng ta sẽ làm như nào tiếp theo. Tiếp theo bây giờ mình sẽ nhập cái số ở đây nhá, gọi là cái mã xác nhận đây, 829 này, 564 này. Rồi mình bấm vào tra cứu nhé các bạn nhé. Đây mã captcha này hết hạn này, bây giờ mình nhập cái mã mới này, 61, tại mình để lâu quá nó hết hạn. Bây giờ bấm tiếp vào phần tra cứu này. Rồi đây thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ hiện ra cái thông tin cái xe của mình là ô tô con Mitsubishi 18A22627 này, số khung số máy này, ngày kiểm định là ngày 30 tháng 12 năm 2020 này, đơn vị kiểm định là 2927D này ở Hà Nội này, số tem giấy chứng nhận này, đây, đấy, hạn hiệu lực của giấy chứng nhận là đến ngày 29 tháng 6 năm 2023. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành này, tải cái bản xác nhận thông tin đăng kiểm này về. Đây, thì ở trong cái bản xác nhận này thì nó sẽ có thêm một cái mà chúng ta cần quan tâm này. Đấy là có cái dòng này, tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2023. Còn trên cái tem kiểm định thì nó chỉ là ngày 29 tháng 6 năm 2023 thôi. Tức là cái xe của mình sẽ được gia hạn đăng kiểm thêm 6 tháng nữa mà mình không cần phải đem đến những cái trung tâm đăng kiểm. Thì cái việc tiếp theo của bạn là các bạn phải in cái tờ giấy này ra nhé. Các bạn không sử dụng bản điện tử đâu, các bạn phải in cái tờ giấy này ra. Đây, như của mình đã in cái tờ giấy này ra rồi. Đấy, sau đó thì các bạn kẹp vào cái giấy chứng nhận đăng kiểm này và cái tem đăng kiểm dán trên kính xe, các bạn để nguyên nhé, các bạn đừng có lột ra nhé, lột ra là không có hiệu lực đâu nhé. Là phải kết hợp giữa cả ba cái này, là một này, cái giấy xác nhận thời hạn hiệu lực đăng kiểm này, cái này chúng ta hay gọi là cái sổ đăng kiểm này, đấy, và cái tem, phải có cả ba cái đấy thì mới được cảnh sát giao thông người ta chấp nhận nhé, chứ thiếu một trong ba cái đấy là không được chấp nhận nhé. Thì với cái việc như này thì là tiện lợi cho mình và rất nhiều những cái chủ xe khác, cũng như là giảm tải rất nhiều cho những cái trung tâm đăng kiểm trên cả nước mà các bạn biết rồi, cái thời điểm này đang bị quá tải rất là nhiều. Thì các bạn nhớ rằng
chúng ta đi đâu là chúng ta cần phải có cả ba thứ thì chúng ta mới được chấp nhận nhé. Nếu mà các bạn có thêm những cái thắc mắc gì về đăng kiểm hay là những cái gì liên quan đến luật giao thông, các bạn cứ bình luận bên dưới để Quang có thể trả lời và giải đáp cho các bạn.